Đây là máy kích cá cơ 2 vế, có bơm xung điện tử dùng BT151. Ngay cấp nguồn vô. Ngay cấp nguồn vô mạch 365 chạy. Cấp nguồn. Có bơm xung có chỉnh thằng số. Này, bóng đèn 65W, 220V. Này, hai cái gờ le đóng các chân B để tắt máy. Thì bấm vô nó đóng chân B, nó nối với con hồi tiếp nó chạy. Này, chân giữa nó mát. Này, giữa này có cái tủ 2002 súng mát. Đây, tủ ở trên này dây nguồn. Này, hai vế bên trái bên phải có cách điện, hai vế ra có lót cách điện. Chân E nói chung, chân súng mát. Chân C vô cùng dây. Vô cùng hồi tiếp đi lên nguồn. Này con diode chống ngược. Tủ ngoài 3.300 50V. Này con trang cấp nguồn cho trang dây to cấp nguồn cho gờ le. Này cái nguồn vô điện trở 330. Vô chân B, chân C vô cùng dây. Đầu kia cùng dây lên nguồn. Chân E nối xuống mát đây. Bấm nút này nó cấp nguồn. Đây cái mạch 365. Điện trở 100 ohm lên nguồn, tụ tụ nguồn 100 U. Tụ cho chân số 2 là 10 U. Led. Led đỡ chân số 3 xuống mát. Điện trở 1 kg chân số 7 qua chân số 8. Biến cái VG 10 kg. Điện trở chân số 6 là 5 kg 6 qua cái biến trở. Đây, chân 4 nói chân 8 lên nguồn. Chân 2 nói chân 6. Đèn auto 817. Này chân số 1 có con 817 này vô qua điện trở 1 kg qua chân số 3. Chân số 2 xuống mát. Chân số 3 nói vô vô mát của cái tủ. Vô biến trở. Chân số 4 vô chân giữa. Chân số 4 kích vô cho con DB3. Này chân số 4 qua con DB3 qua điện trở 100 ohm qua chân số 3 của con BT151. Cùng dây tủ. Tủ này 4 U. Tủ này 100 U. Này. Chân cộng có điện trở 100 kg vô biến trở, chân trừ con điện trở 4 cho 680 kg vô biến trở, chân giữa đi ra. Này diode UF306, tụ 100 U. Chân số 1 của ông BT151 đi xuống tụ mát. Tụ âm. Đây có sơ đồ nó đây. Này con IC 365. Chân số 3 qua điện trở 407 cách chân số 1 817. Chân 2 nó mát. Này vật cộng này vật trừ. Này dây trừ vô cái tụ cung cảm ra gạt vô chân số 2 BT151 chân số 1 quay lại mát. Chân số 3 kích. Này điện trở xuống mát 100 kg. Điện trở lên nguồn là 680 kg. Này con 3 số 5. Tụ 16 U. Xuống mát. Điện trở 56, điện trở 1 kg. VVG 10K. Từ tụ nguồn 100 U. Đây D718. Hai vế. Này cái công tắc tắt mở. Tắt mở biến áp. Đây là diode UF306. Này tụ điện trở 390. Này con 817 DB3 trở 100. VG 500K. Này cái nút bấm ở tay cầm. Bấm đây. Đây cái nút bấm. Này cái gờ le 12V 5 chân.